Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 11 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long phổ biến là nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa mưa nhỏ, lượng không đáng kể. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ giao động từ 18 cho tới 24 độ. Ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, cũng được dự báo đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, giảm xuống còn từ 4 đến 6 km trong mưa, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 cho tới 22 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang những thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Theo dự báo, trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại nhưng không mạnh, chủ yếu làm gia tăng gió đông ẩm, vì thế Bắc Bộ vẫn có mưa và mưa nhỏ tập trung nhiều hơn về đêm và sáng. Nền nhiệt giảm nhẹ, khu vực Trung Du và Đồng Bằng từ 17 cho tới 19 độ, ở vùng núi sẽ thấp hơn từ 1 cho tới 2 độ. Sang ngày mai, Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái nhiều mây cả ngày nên nhiệt độ không tăng cao, dao động ở ngưỡng từ 20 cho tới 23 độ và với mức nhiệt như được dự báo thì trong ngày mai cả Bắc Bộ đều ở ngưỡng trời rét. Ở miền Trung, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên trong ngày hôm nay ở Trung Bộ tiếp tục có mưa, riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong đêm nay và ngày mai, dự báo mưa ở miền Trung tiếp tục kéo dài ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến từ 100 cho tới 250 mm và có nơi trên 300 mm. Các tỉnh Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, lượng mưa phổ biến là từ 30 cho tới 80 mm. Do mưa kéo dài nên nền nhiệt trong đêm nay và ngày mai ở khu vực miền Trung chưa tăng lên, trời rất nhẹ về đêm và sáng ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ ban ngày sẽ là từ 21 cho tới 24 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ giao động ở ngưỡng từ 25 cho tới 28 độ. Riêng phía Nam có nơi cao hơn. Lùi xuống các tỉnh thành Nam Bộ và ở Tây Nguyên tiếp tục có mưa rào và rông ở nhiều nơi riêng chiều tối và đêm cục bộ có thể xuất hiện mưa vừa cho đến mưa to. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày mai ở đây không cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ là từ 25 cho tới 28 độ, còn ở Nam Bộ sẽ là từ 29 cho tới 31 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc biển Đông bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió đông bắc mạnh ở cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 cho tới 4 m. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển Quảng Trị có gió đông bắc mạnh ở cấp 5 có lúc cấp 6 biển động, sóng biển cao từ 1,5 cho tới 2,5 m. Còn ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật ở cấp 6, cấp 7.